Món kiều trần như được đem hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp quen toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hẳn còn lâu năm. Đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng. Thỉnh Ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu đặng ký kỳ vẹn toàn. Chào mời quý vị cũng vừa quý vị dừng lại một chút để cho pháp sư thuyết pháp chúng ta nghe, rồi một chút nữa chúng ta hồi hướng xong chúng ta cũng vừa sao cũng được. Samanta chakravali suata gacchantu devata sattamam buddhirajasa sunantu sakkamappadam dhamma savana kalo ayam padanta dhamma savana kalo ayam padanta dhamma savana kalo ayam padanta arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavatam bhagavani visvakato bhagavata dhammo dhammang navasami subhatipanno bhagavato savaka sangho sangham namami. Đệ tử xin thành kính đại lễ Đức Thế Tôn Bậc Tương Cúng Chánh Trụ Trì. Đệ tử xin thành kính đại lễ giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn. Đệ tử xin thành kính đại lễ chúng kinh văn đệ tử Thế Tôn Bậc Hiền Hạnh. Nguyện Hồng Bông Cao Bảo xin hộ trì đến toàn thể quý trung nữ và chư vị nam thế nữ có mặt trong lễ hội Ma Pháp Bồ Tát tối hôm nay. Mong cho tất cả đều sẽ an vui tiến hóa cùng hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thai. Kính thưa quý vị, hôm nay Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Bình Viên giả ý mời chúng tôi thuyết khai mạc cái buổi điều đầu đà. Chúng tôi cũng xin lỗi là vì do đường xa nên xin quý Hòa Thượng Viện Chủ cho phép đổi chương trình lại là thuyết pháp trước, rồi sau đó mới dành cho chương trình phát nguyện đầu đà, họ trì quy giới và hành thiền. Và cũng xin thành thật tri ân Hòa Thượng Viện Chủ cũng đã vì Phật Pháp và cũng thương tình người ở xa sẽ về khuya, nên Hòa Thượng đã đổi chương trình cho sớm. Nhưng cũng có một chút trục trặc là vì lẽ ra các thời pháp từ 7 giờ cho đến 8 giờ thì chúng tôi ra về. Nhưng mà vì chúng ta đã tụng cái thời kinh chuyển pháp luân, cho nên bây giờ chúng ta mất đi 15 phút. Cũng không sao cả, vì Phật Pháp chủ yếu là chúng ta hiểu, cho nên không cần phải nghe nhiều cũng được. Và hôm nay nhân cái ngày Ma Pháp Bồ Tát lễ hội Rằm Tháng Giêng thì chắc có lẽ lát nữa đây quý vị sẽ được biết ý nghĩa của lễ hội Rằm Tháng Giêng. Ở đây chúng tôi chỉ nói tóm tắt theo cái phần sự của mình. Một năm người Phật tử chúng ta trong Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Nam tông, chúng ta có ba ngày lễ, ba ngày của Phật, của Pháp, của Tăng. Cái ngày trăng tròn tháng Vesak, tức là rằm tháng 4,
hay lễ Phật đản thì cái ngày đó gọi là Kothadivaso, tức là cái ngày Đức Phật hay là cái ngày Phật bảo. Cái ngày rằm tháng giêng Makhapucha hay là Makhapunami, tức là trăng tròn tháng giêng, thì cái ngày đó được gọi là Dhammadivaso, là ngày Pháp bảo. Còn cái ngày mà từ 16 tháng 9 cho đến rằm tháng 10, mỗi một chùa làm một ngày gọi là Kathinát, Danát, tức là lễ dân y Kathinát. Ngày đó được gọi là Sankhadivaso, tức là ngày của Tăng. Thành ra Phật tử chúng ta cũng phải nhớ ba cái ngày Phật Pháp Tăng như vậy. Nhưng mà ở đây đó, phần lớn là Phật tử chúng ta và ở các chùa tổ chức long trọng nhất là cái ngày Sankhadivaso, tức là cái ngày của Tăng Bảo, là cái ngày làm lễ dân y Kathinát. Kế đó thì cái ngày lễ Phật đản rằm tháng tư thì cũng kể như là có chùa làm, có chùa không, có chùa tổ chức, có chùa không có tổ chức, nhưng mà cũng tương đối là long trọng. Nhưng mà riêng về cái ngày rằm tháng giêng Makhapucha thì cái ngày đó là ngày Pháp bảo mà chúng ta lại bỏ quên. Người Phật tử thuộc về Theravada, Phật tử Nam Tông đó, thì chúng ta còn được cái sự hướng dẫn của Chư Tăng nên chúng ta sẽ làm cái lễ Makhapucha tương đối là có tiếng nói. Nhưng mà đối với Phật tử Bắc Tông thì họ không quan tâm đến điểm này. Cái ngày Pháp bảo thế nào? Ở đây chắc sơ cho quý vị Phật tử chúng ta biết. Ngày rằm tháng giêng Ma Khát Bồn Đăng Mi là trăng tròn tháng giêng đó. Thật ra thì kỷ niệm hai ngày, hai cái sự kiện trọng đại. Một là Đức Thế Tôn ngày Đại hội Thánh Tăng thuyết Uvada Pradipokha. Và trong cuộc đời của Đức Phật hiện tại thì chỉ có một lần Đại hội Thánh Tăng đó thôi, không có lần thứ hai. Chư Phật ở trong quá khứ thì có ba ngày, được ba lần trong cuộc đời của mỗi một vị Phật. Nhưng mà đối với Đức Phật của chúng ta thì do cái thời kỳ tuổi thọ chỉ có 100 tuổi, do đó cho nên cái việc mà tổ chức đại hội, cái Đại hội Thánh Tăng đó thì chỉ có một lần. Nhưng mà quý vị có biết rằng là thế nào là cái Đại hội Thánh Tăng quan trọng một lần, trong khi đó thì cuộc đời của Đức Phật cũng đã không biết bao nhiêu lần ngày học chưa tăng lại. Nhưng mà trong cái kỳ đại hội này gọi là Chaturanga Sannipata, tức là cái kỳ đại hội mà nó hội đủ bốn điều kiện. Thứ nhất là trong cái kỳ đại hội này có một điểm nhấn quan trọng là tất cả 1250 tỳ kheo, các vị đó đều là bậc A-la-hán cả, không có bậc hữu học, không có tỳ kheo phạm nhân. Thứ hai là trong số 1250 vị tỳ kheo này đều là những vị A-la-hán lục thông. Tức là chúng ta phải hiểu A-la-hán, một là Vipassaka, tức là A-la-hán chỉ có tuệ quán, không có thiền, đắc A-la-hán nhưng mà không có đắc thiền, không có thành công. Thứ hai là vị A-la-hán tam minh, là vị đó chỉ đắc A-la-hán với sanh tử minh, túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh thôi.
có vị A-la-hán thì đắc được lục thông, tức là đắc được sáu thân trí, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, bí quá thông, tha tâm thông, túc mạng thông và lậu tận thông, cho nên gọi là A-la-hán lục thông. Còn có những vị A-la-hán thì ngài đắc được tứ tuệ không tích, Patisampada. Trong cái kỳ đại hội thánh tăng độc nhất vô nhị này thì 1250 vị tỳ kheo đều là những vị A-la-hán lục thông. Cái điều đó chúng ta thấy là một điểm đặc biệt. Còn những cái dịp khác thì Đức Phật này tụ họp thánh tăng đó, tụ họp chư tăng lại để ngài ban hành giới luật hay là ngài dạy cho một cái điều gì thì chỉ là, thì ở trong đó có phạm nhân, có hữu học tu đồ quần, tu đà hàm, a la hàm, có bậc a la hán, có. Nhưng mà cái kỳ đại hội này đặc biệt, cái điểm thứ tư, cái điểm đặc biệt thứ tư trong cái kỳ đại hội này là tất cả chư tăng 1250 vị tụ họp lại chùa Quê Lô Bánh Đá, các vị tự vân tập không lời mời thỉnh, là Đức Phật ngài không có cho thị giả đi mời chư tăng đến để đại hội, mà là các vị tỳ kheo trong đêm trăng sáng, tư tưởng của các vị mới suy nghĩ đêm nay trăng sáng, ta hãy đi đến ý kiến bậc đạo sư, thế là các vị vân tập về. Cho nên bốn cái điều đó là bốn cái điểm đặc biệt ở trong cái kỳ đại hội thánh tăng này, gọi là chết túc răng gác sanipata. Người Phật tử chúng ta cần phải hiểu được điều đó, bởi khi mà để khi mà người ta hỏi lễ hội đầu đà đồng tăng duyên có ý nghĩa thế nào thì người Phật tử chúng ta biết mà nói. Và thưa quý vị, ở trong cái kỳ đại hội thánh tăng đó, Đức Phật đã thuyết một bài kinh gọi là Ô Hoa Đắc Ba Đề Mục Khác, việc giải thoát giáo hay là giáo giới Ba La Đề Mục Xoa, Ô Hoa Đắc Ba Đề Mục Khác. Ở đây người Phật tử chúng ta chắc có lẽ là nói nhưng mà quý vị không nhớ. Trong 20 năm đầu, kể từ khi giác ngộ, thì 20 năm đầu đó Đức Phật này chưa có chế định giới luật, chưa có giới bổn. Và từ mốt khác xin lắm. Cho nên trong 20 năm đầu đó, những cái ngày lễ Bồ Tát là Đức Phật này tham dự, ngày thuyết giáo cho các vị tỳ kheo, dạy cho các vị tỳ kheo về những cái hạnh tu, cái quy tắc của một đời sống phẩm hạnh. Thì thưa quý vị, khi đó thì các vị tỳ kheo sẽ đưa vào cái lời dạy này mà thực hành. Sau này các vị A-la-hán này truyền dạy lại cho đệ tử. Khi ai xuất gia vào trong giáo pháp đều phải biết. Trong đó có bài kinh này, có tất cả là 16 bài kệ. Trong 16 bài kệ đó, Đức Phật này nhấn mạnh những cái lời dạy tổng quát của chư Phật ở trong quá khứ. Chẳng hạn như chư Phật trong quá khứ dạy Sapapa Pasa Akaranang Kusalasu Vasampada Sachitta Paniyo Dapanang Etam Puthana Sasanam. Chư Phật hằng giảng dạy không làm một các điều ác, thực hiện các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Thì đó là cái lời dạy chung của chư Phật. Thì đại khái là như vậy. Ở mỗi một chùa
Thì ở đây sư chỉ thuyết cho nghe một hoặc hai bài kệ ở trong bài kinh Âu Hòa đó, và điều khác thôi. Bây giờ cái thời gian còn lại đó, sư sẽ thuyết cho quý vị nghe một bài kệ ở trong 16 bài kệ của cái bài kinh Âu Hòa đó, và điều khác. Đó là đô la phanh chát mà đức sát tăng bút thúc ba đô cho đô la phô đô la ta thân là sầm phát tít sát tham mô bát mát đô la phô. Khó được sanh làm người, sự xuất hiện của một vị Phật là khó. Khó có được cái cơ hội để hành phạm hạnh pháp và chánh pháp được giảng, được thực hành là một điều khó. Quý vị hãy nghe cái chỗ này. Trước hết, cái câu nói rằng đu lập phanh chất ma đút sát tăng là được sanh làm người là một điều khó. Ở đây chúng ta cần phải trân trọng cái kiếp sống làm người của chúng ta. Nhưng mà làm người như thế nào để cho xứng đáng? Tức là khi mà chúng ta làm cái thân nhân loại đó, mà chúng ta có được cái niềm tin nơi lý nhân quả nghiệp báo, chúng ta có niềm tin nơi sự giác ngộ của Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi tăng chúng và biết làm các cái điều thiện, thì làm người như vậy mới là khó. Chứ còn nếu mà sanh lên làm người mà chỉ sống hưởng thụ, sống làm ác đó thì nó dễ quá. Ở trên thế giới là bây giờ gần 8 tỷ người rồi, và hàng ngày có những đứa bé mà nó sanh ra thì cũng nhiều chứ. Nhưng mà để được những người mà thật sự là con người thì không phải là chuyện dễ. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng đô la phanh chát ma đút sát tăng là như vậy. Được sanh lên làm người là do cái phước ở trong đời quá khứ, và cái thiện nghiệp đó nó tạo ra cái tâm Mahavipakakita, tức là cái tâm đại quả. Và cái tâm Sankhiranakita là cái tâm ý thức giới quả thiện thọ xả. Nhưng mà nếu như tục sinh bằng cái tâm ý thức giới quả thiện thọ xả đó, tức là tâm quan sát thọ xả quả thiện, thì sanh làm người là vô nhân, là người bị mù, bị điếc, bị câm bẩm sinh, là người khờ khạo đờ đẫn, nói không có được rõ tiếng, họ không có suy nghĩ sâu sắc được, thì người như vậy thì thưa quý vị là bất hạnh chứ không phải là có phước. Cái đó không phải là hạng người mà chúng ta mong đợi để được tái sanh. Còn cái hạng người mà dị nhân đó, tức là tục sinh bằng cái tâm đại quả thọ sạch, đại quả ly trí ở đây tức là nha ná biết về vô tánh, tức là không có trí tuệ bản sinh, không có căn tánh trí tuệ, thì người đó nếu như may mắn mà có niềm tin nơi Phật pháp thì người này bất quá chỉ làm thiện, bố thí trì giới để chờ đợi tương lai thôi, nhưng mà không hy vọng đắc đạo quả ngay trong cái sống hiện tại. Thậm chí hành thiền mà để phát sanh phỉ lạc cũng còn khó, cũng còn không thể được, đừng nói chi là đắc thiền hay đắc đạo quả. Cái hạng thứ ba đó
tức là cái thân nhân loại mà tục sinh bằng cái tâm đại quả tương ưng trí, gọi là sapayo, tức là người có trí tuệ. Một lần có vị chư thiên hỏi Đức Phật: nội trì và ngoại trì chúng sanh bị trì phược, ai thoát được trì này? Thì Đức Phật nói rằng: sapayo, người có trí trú giới, tu tập tâm và tuệ thì theo ấy thoát trì. Ở đây người có trí sapayo tức là cái người mà tục sinh bằng cái tâm đại quả hợp trí, người này được gọi là pháp vô quốc lô, là người có khả năng chứng đắc được thiền định đạo quả ngay trong cái hiện tại. Là người như vậy mới khó thôi. Và khi mà người Phật tử chúng ta nghe như thế, chúng ta tự hỏi như vậy thì bản thân mình là người nhị nhân hay người tam nhân, người có trí hay là người duy trí? Cái điều đó cũng khó biết lắm. Điều đó cũng khó biết lắm. Bởi vì cái người lạc vô dân đó thì chúng ta nhìn vào chúng ta biết cái người đó tánh đờ đẫn, khờ khạo, họ đi đứng không vững vàng, cử chỉ qua nhi của họ không giống như người khác, giống như một người bị bệnh mà chúng ta gọi là chất độc, bị nhiễm chất độc màu da cam vậy. Nhưng mà cái người dị nhân đó, thì cái thân tướng vẫn xinh đẹp, vẫn bình thường với người khác, có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân tứ chi đầy đủ, cũng đẹp, nhưng chỉ có điều là không có trí tuệ, chúng ta khó không gì. Nhưng mà nói đến cái việc mà sanh làm người tam nhân đó, cũng chưa chắc cái đắc đạo quả. Bởi vì cái người tam nhân mặc dù là có trí, nhưng mà người đó rất có thể là Apapo Bukalo, là người không có khả năng. Lý do một là ác tà kiến, nhất là đoạn kiến. Thứ hai là người mặc dù là tam nhân đó, vô tham vô sân vô si, có trí tuệ, gọi là tam nhân, nhưng mà người đó cái tánh tình hung ác, phạm cái tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật trả báo chưa để tăng ngay trong kiếp sống hiện tại này, thì kể vô phương, không đắc được đâu. Và có một hạng người tam nhân mà cũng vô phương, không đắc được đạo quả, đó là hạng người mà họ không có cái căn duyên ở trong quá khứ tu thiền quán. Thì người này họ gặp Phật Pháp, cái tâm của họ lơ đễnh, họ không có hiểu gì hết. Cho dù thuyết nghe, do dù ngồi nghe Pháp, Đức Phật này thuyết Pháp cho họ, thì họ nghe lỗ tai bên đây, lọt lỗ tai bên kia, họ không có chú ý. Khi mà chúng ta gạn lọc đi lại đó, thì chúng ta thấy được sanh lên làm người là một điều khó. Tức là được sanh làm người tam nhân và người có duyên lành, đắc được đạo quả thì định là một điều khó. Nhưng mà bây giờ đó, thì tất cả chúng ta ở đây ai cũng có niềm tin với Phật Pháp. Khi mà chúng ta bỏ thời gian ở bên ngoài giờ này mà chúng ta đến đây để chúng ta nghe kinh, nghe Pháp, để chúng ta làm phước cúng dường đến Phật Pháp Tăng, thì kể ra là chúng ta cũng được hữu hạnh, cũng được may mắn. Cho nên chúng ta cứ theo đó mà chúng ta làm, đừng bỏ phí thời gian. Khi chúng ta được cái thân nhân loại đó, thì chúng ta nhớ như thế này. Đức Phật này dạy rằng là khi có cái thân nhân loại phải biết lợi dụng cái thân này. Và tha biết phúc thân ra sinh hà ma la cung đê bá hôn cái gì ra y quăng chê tê nó mắc chê nát các tập văn bá hôn của sa lâm. Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng bị nhờ thân sanh tử làm được nhiều thiện sự.
Chứ nếu mà chúng ta sinh ra là người nhưng mà chúng ta không biết lợi dụng cái thân sanh tử này, chúng ta sống hưởng thụ rồi già rồi bệnh rồi chết, cũng như không. Thân người như vậy thì uổng quá. Cho nên người Phật tử chúng ta phải biết lợi dụng cái thân sanh tử này để chúng ta làm, chúng ta làm nhiều công đức phước báo. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, của thức và đồ chân đồ là phụ. Sự xuất hiện của một vị Phật ở trong thế gian này là một điều khó. Vì thưa quý vị, một chúng sanh khi muốn trở thành một vị Phật không phải chỉ một kiếp hai kiếp phát nguyện rồi đắc đạo quả đâu. Vì đó phải thực hành 10 pháp ba la mật, bố thí trì giới, ly dục trí tuệ, tinh tấn nhẫn nại chân thật, chí nguyện tâm từ hành xả, phải đầy đủ. Nhưng mà phải là dám hy sinh tài sản để hành pháp độ, gọi là bậc hạ. Dám hy sinh tứ chi để hành pháp độ, gọi là bậc trung. Dám hy sinh mạng sống để hành pháp độ, gọi là bậc thượng. Ai dám làm? Không ai dám phát nguyện được đó. Lâu lâu như vậy, ở giữa chúng sanh mới có một vài chúng sanh có đại nguyện lớn lao như vậy. Và vì đó phải hành pháp độ cực lực, không thối chuyển, thì như vậy mới có thể trở thành một vị Phật được. Nhưng mà hiếm lắm. Có những bông hoa, có những loại trái cây mà 10 năm mới có trái một lần, hay là 100 năm đó mới ra hoa một lần. Rồi cái đó thì cũng dễ thôi. Nhưng từ vị Phật này đến vị Phật khác là tính hàng A Tăng Kỳ, chứ không phải là chỉ đơn giản. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng ở trong kinh sách mà nói rằng đảnh lễ 28 vị chánh biết tri, 12.000 vị chánh biết tri, 500.000 vị chánh biết tri. Chúng ta nói chư Phật nhiều quá vậy, đâu có cái gì mà khó khăn đâu. Nhưng không phải. Nói nhiều tức là chúng ta tính từ ở trong quá khứ. Chứ thì hiện tại chỉ trong cái thời kỳ này giáo pháp, chỉ có giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi, Sakya Mâu Ni, hay Đức Phật Gautama. Khi mà giáo pháp của Đức Phật Gautama trải qua đủ 5.000 năm, không còn ai hiểu biết nữa, thì lúc bây giờ giáo phái biến mất. Nhưng mà biến mất xong chưa phải có một Đức Phật khác ra đời đâu. Biến mất, giáo pháp chúng sanh bắt đầu trở nên hung ác. Họ tàn sát giết hại với nhau, và tuổi thọ sụt giảm cho đến còn 10 tuổi. 10 tuổi, sanh ra 10 tuổi là chết. Rồi chúng sanh có một trận giết hại với nhau, tàn sát với nhau, cho đến khi mà chúng sanh đó có sự ý thức, bắt đầu biết giữ giới, thì tuổi thọ nó tăng 100 năm, nó tăng lên tuổi, tăng lên cho đến một Asakhaya, tức là một A Tăng Kỳ tuổi. Rồi bắt đầu chúng sanh đó dễ vui mới bắt đầu sụt giảm, còn 10 muôn tuổi. Thì lúc đó Đức Phật Bếp Tây Giá mới ra đời. Quý vị thấy lâu. Cho nên nếu mà Phật tử chúng ta cố gắng, nỗ lực, chúng ta chỉ cần diệt trừ phiền não để chấm dứt sanh tử luân hồi, thì chúng ta cứ cố gắng tinh tấn nỗ lực để đắc đạo quả trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật thôi. Còn những ai có cái tâm đại nguyện được làm thượng thủ tinh văn của vị Phật tương lai, hay là nguyện đắc lục thông và tuệ phân tích, thì chúng ta phải chờ đợi Đức Phật Mết Tây Giá. Cái thời gian đó lâu mà chưa đâu. Còn ai mà dễ vui nữa thì chờ cho đến quả đất sau đó, những quả đất sau, những quả địa cầu sau đó thì mới đắc được đầu quả. Lâu quá. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu là một vị Phật xuất hiện ở đời là một điều khó. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta đảnh lễ Đức Phật, chúng ta tôn vinh Đức Phật,
không phải là chúng ta nghĩ rằng Đức Phật là đấng linh thiêng, cầu gì được nấy, không phải. Mà chúng ta phải hiểu rằng thật khó một vị Phật ra đời. Mình sanh ra đời mà gặp được Đức Phật là một điều khó. Cho nên bây giờ đã sanh muộn, sanh sao đẻ muộn, chúng ta không có gặp Đức Phật trước mặt bằng da bằng thịt. Vậy bây giờ chỉ còn giáo pháp Đức Phật để lại thôi, thì như vậy cũng được. Trước mặt chúng ta là kim thân bậc đầu sư, thì chúng ta hãy nhớ về bậc đầu sư và thực hành theo giáo pháp, được rồi. Và cái điều thứ ba đó, cái điều này nếu không giải thích các Phật tử chúng ta khó mà hiểu được. Đó là Dullapho Khanna Sampatti, Dullapha Khanna Sampatti. Được cơ hội hành phẩm hạnh pháp của một vị chánh đại giác giác là một điều khó. Ở trong tăng, ở trong trường bộ kinh bài kinh Đà Bát Niết Bàn đó, Đức Phật này dạy có 8 điều ác thời giác, ác thân ác, asamaya, brahmacharya, vasa, tức là có 8 cái sự kiện gọi là phi giờ, phi thời, phi diệt để hành phẩm. Cái này cũng là một điều khó luôn. Một, gặp cái thời kỳ mà vị chánh đẳng chánh giác, gặp thời kỳ Đức Phật xuất hiện ở đời thuyết pháp, nhưng mà cái thời đó chúng ta lại ở dưới địa ngục vô phương. Ngay khi mà Đức Phật này xuất hiện ở thế gian mà lúc đó chúng ta sanh xuống địa ngục thì chúng ta làm sao gặp Phật được? Khó. Thứ hai, gặp khi Đức Phật xuất hiện ở đời mà lúc đó chúng ta sanh làm cái loài bàn sanh, tức là loài thú, chúng ta cũng không có dịp để mà xuất gia mà tu hành nữa để đắc đạo quả. Thứ ba là chúng ta gặp cái thời Đức Phật xuất hiện ở đời thuyết pháp và lúc đó chúng ta sanh làm ngạ quỷ cũng vô phương. Thứ tư là gặp thời Đức Phật xuất hiện ở đời mà chúng ta sanh làm một vị thiên tuổi thọ cao như là Phạm Thiên Sắc Giới, Phạm Thiên Vô Sắc Giới. Phạm Thiên Sắc Giới thì còn đỡ chút, Phạm Thiên Vô Sắc là vô phương. Hai vị đạo sĩ Ularat và Udakat là người mà hướng dẫn cho Bồ Tát Sĩ Đạt Ta khi mà Ngài rời bỏ hoàn toàn nghệ đi xuất gia đó. Thì lúc đó Đức Phật Ngài vừa đắc đạo xong, cái Ngài mới suy nghĩ ai có thể lãnh hội giáo pháp này để Ngài chuyển pháp luân cho người đó. Lúc giờ Ngài liên tưởng, Ngài nghĩ đến đạo sĩ Ularat, thì chư thiên mới báo rằng bạch Đức Thế Tôn, đạo sĩ Ularat đã qua đời cách đây một tháng. Đức Phật Ngài và sanh về cái cõi vô sở hữu xứ, cõi vô sắc, cõi vô xứ. Đức Phật Ngài mới nói rằng, Ngài mới suy nghĩ rằng thật là một mất mát lớn cho đạo sĩ Ularat. Bởi vì sanh Phạm Thiên Vô Sắc thì đâu có thân tướng đâu mà đi xuống để nghe Đức Phật thuyết pháp. Rồi Ngài nghĩ đến đạo sĩ Udakat thì chư thiên mới báo rằng vị này đã qua đời ngày hôm qua và sanh về cõi phi tưởng phi vi tưởng xứ. Kể như xong, lúc bây giờ Đức Phật Ngài mới suy nghĩ đến năm vị đạo sĩ Con Đa Giá, Kiều Trần Dương mà hồi nãy quý vị đọc cái bài kinh chuyển pháp luân đó. Đức Phật Ngài mới nghĩ đến năm vị đạo sĩ đó và Ngài đi đến thuyết pháp cho họ nghe. Cho nên gặp cái thời Đức Phật xuất hiện ở đời mà chúng ta sanh lên làm một vị Phạm Thiên tuổi thọ cao quá, tuổi thọ dài quá. Đức Phật Ngài sống có 80 tuổi thôi, một vị đó sống ở trên cái cõi vô sắc đó
hỏi phi tử tới 84.000 kiếp trái đất. Thì hỏi làm sao đấy, làm sao gặp Phật mình? Khó lắm. Rồi một điều nữa là khi mà có Đức Phật xuất hiện ở đời, mặc dù người đó được sanh làm người, nhưng mà lại là người ở biên địa, ở xứ biên địa mang ri mộ rợ, thì cũng vô phương, đâu có nghe pháp được. Rồi người mặc dù sanh ra ở tại xứ Trung, Trung Ấn, nghĩa là xứ Trung Tâm Ấn Độ, gặp thời kỳ giáo pháp của Đức Phật xuất hiện ở đời, nhưng mà họ là cái người lạc môn nhân, vô phương, là lạc môn nhân hay vị nhân, là làm sao mà đắc được đạo quả? Nó cũng mất cái cơ hội luôn, mất cơ hội. Trên một điều nữa, điều thứ bảy đó, là nếu mà có Đức Phật xuất hiện ở đời, người này sanh ở tại xứ Trung Ấn Độ, nhưng mà ác tà kiến, đoạn kiến, vô thần, thì như vậy cũng là mất cái cơ hội luôn, gọi là Asabaya, mất cơ hội. Akana Asabaya. Rồi lại nữa, điều thứ 8 đó là mặc dù được sanh là người tăng nhân, có trí tuệ, sanh xứ Trung Ấn Độ và có đầy đủ ngũ quan tinh xảo, nhưng mà lại sanh nhầm cái thời kỳ không có Đức Phật xuất hiện, thì cũng mất thời gian. Cho nên cái gọi là khana sampatti dullapha, dullapha khana sampatti, tức là thành tựu được cái việc để mà sống phạm hạnh là một điều khó. Cái cuộc đời này thưa quý vị, nó cũng giống như là một cái cuộc sổ số vậy. Chúng ta may mắn lắm, chúng ta mới được lọt vào cái vòng phòng chung kết. Khó lắm của ta gì vậy? Chúng ta đừng nghĩ rằng là bây giờ chúng ta tụng EA kinh điển như thế này đó, thì mai mốt Đức Phật ra đời, trễ vị Phật này gặp vị Phật khác là chúng ta đắc đạo quả. Không phải đâu, khó lắm. Giờ này mà quý vị là phước, mà quý vị không có quán tưởng vô thường, khổ đau, vô ngã, thì đời sau có gặp Phật đi nữa là chúng ta cũng vô phước. Người làm phước bây giờ mà làm phước không có trí tuệ đó, thì đời sau sanh ra giàu nhưng mà thiểu trí, giàu nhưng mà không có đức tin, không có đạo đức, thì chúng ta cũng vô phương. Cho nên bây giờ chúng ta phải cố gắng, mỗi lần mà làm phước thì Phật tử chúng ta chỉ nhớ một câu như thế này: mang thân này phải bị già, bị bệnh, bị chết, quá khứ ta đã khổ luân hồi rồi, trong tương lai còn tiếp diễn khổ luân hồi nữa, do đó cho nên nguyện do nhờ cái phước này, idame phu nhân niết bàn asapajyo mô tú, nguyện cái phước báo này làm duyên đến niết bàn để chấm dứt khổ luân hồi. Quý vị làm phước, quý vị nên tác ý suy nghĩ như vậy, nguyện như vậy, thì mới có thể hy vọng thôi nha, chỉ là hy vọng trong tương lai là chúng ta còn có dịp để gặp Phật. Phải tranh thủ từng ngày thứ. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái điều thứ tư đó, gọi là Sattamo Paramat Dullapho. Gặp chánh pháp là một điều khó, không phải chuyện dễ. Quý vị đừng có nghe nói rằng bây giờ lên trên mạng nghe pháp thiếu gì, những cái đạo tràng, những cái hội chúc, tổ chức lễ hội ở đâu cũng có thuyết pháp cả. Nhưng mà người có trí đó, thì nên lưu ý rằng được nghe mà đúng chánh pháp, đúng Phật môn không phải là chuyện dễ. Nói chuyện tầm bậy tầm bạ, nói chuyện trên trời dưới đất, không có vô pháp trước đời hết. Mà Phật tử chúng ta nghe cũng vỗ tay rầm rầm vậy, cũng xa thú rầm rầm vậy,
là tại vì chúng ta không có trí. Để chúng ta nhận biết là cái này so sánh với kinh đối chiếu với luật, cái này đúng hay là sai, nghe cái thời pháp này mình có thể tu tập được hay là không, và những câu Phật câu đó xuất phát từ đâu chúng ta biết rồi. Bởi vì cho nên Phật tử họ không thích chúng tôi đi thuyết pháp là gì, là bởi vì chúng tôi thuyết pháp chúng tôi hay nói Bali lắm, đem Phật câu Bali ra mà nói. Nhưng mà chỉ có một số người quan hỷ thì nghĩ rằng là thuyết nói theo kinh điển. Còn những người còn lại họ nghe vì họ không có học Bali, không có hiểu. Họ không cần phải biết là đúng sai, họ chỉ nói là thuyết, lên thuyết pháp mà nói Bali như vậy thì ai nghe được. Nhưng mà thưa, cái đó tùy duyên mỗi người thôi. Nhưng chúng tôi báo trước cho biết rồi, Đức Phật ngài dạy trên thế gian ngày này có 5 hạng người có kiến, như là báo vật quý hiếm. Trong đó có một hạng người là người mà thuyết đúng chánh pháp của Như Lai giảng dạy là một điều khó có. Thứ hai là người nghe mà hiểu pháp, nghe chánh pháp mà hiểu đó là một điều khó kiếm trong thế gian. Người mà nghe pháp hiểu rồi và thực hành theo chánh pháp là một điều khó nữa. Chứ đâu phải chuyện đơn giản gì. Bảy giờ quý vị đi vào đây, quý vị ngồi nghe pháp tới 8 giờ quý vị đi về. Thì ai đi vô ngồi vào chỗ rốc đó, vô ngồi thì được. Có lỗ tai không có bị điếc là chúng ta nghe được cái gì. Nhưng mà hỏi nghe xong chúng ta hiểu không? Về nhà chúng ta còn nhớ cái gì hay không? Cái điều đó mới quan trọng. Bởi vì người Phật tử chúng ta nên nhớ cái trí tuệ của chúng sanh. Có cái hạng chúng sanh, cái trí tuệ gọi là trí tuệ lực úp. Quý vị thấy một cái ly mà úp xuống á, là chúng ta đổ nước ở trên đáy, trên đáy ly thì không có chứa được. Cũng như một người không có trí tuệ, nghe pháp không hiểu được hết. Nghe pháp không hiểu gì hết. Đó là hạng người trí tuệ là úp. Hạng người có trí tuệ bóc vế, khi ngồi như thế này thì mình để cái vật này ở trên này thì được. Nhưng mà khi đứng dậy rớt xuống. Bây giờ người Phật tử chúng ta nghe pháp hiểu, ngồi tại chỗ thì hiểu hết á, quan hỷ. Nhưng mà khi đứng dậy ra khỏi đây, đứng dậy là quên hết. Chỉ có một trường hợp là cậu Ba Lá, con trai út của ông Cấp Cô Độc á. Ông Cấp Cô Độc cũng muốn trong gia đình, bởi vì mấy đứa con gái của ông Cấp Cô Độc thì ai cũng có niềm tin ở Phật pháp, còn người trước tu đồng quận, người trước tư đà hàng hết rồi. Chỉ còn có đứa trai út nó lêu lỏng, nó ham chơi, cho nên nó muốn kéo về Phật pháp. Ông bỏ tiền ra ông dụ. Bây giờ con đi chùa, mỗi lần con đi chùa về đó, cha cho con 500 ngàn, 500 đồng vàng. Nếu mà con đi chùa mà con thọ giới được đó thì về cha cho. Thời gian sau ta mới trao giải thưởng nữa là bây giờ nếu mà con đi chùa con nghe Đức Phật thuyết pháp con hiểu được câu nào con về con thuyết lại cho cha nghe thì cha sẽ cho con 1.000 đồng đa hạt lá, 1.000 đồng vàng. Cậu ta lá của thích tiền quá cho nên cậu ta mới đi đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp, ráng cố gắng nghe một câu hiểu rồi đứng dậy bỏ ngang đi về. Nhưng mà Đức Phật là dùng thần thông, cái này Đức Phật dùng thần thông. Ngài dùng thần thông, cậu ta vừa đứng dậy bước ra cái nhẫm vào trong đầu quên hết trơn. Thế là cậu ta phải trở lại ngồi nghe nữa, nghe hiểu được câu, đứng dậy bỏ ra về. Đức Phật này dùng thần thông làm cho quên đi. Đến lần thứ ba đó thì cậu ta quyết tâm rằng thôi bây giờ để nghe hết trọn vẹn cái thời pháp, chứ không có mong mỏi tiền thưởng cái gì nữa. Nghe mà cứ đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, thế này mệt quá. Cậu ta ngồi nghe pháp,
Thì lúc đó Đức Phật Ngài biết là tâm của cậu ta rất là yên tĩnh rồi. Thì Đức Phật Ngài thuyết cho nghe cái pháp nó vừa với trình độ cậu ta đắc được đạo quả, cậu ta lá đắc được đạo quả tu được quần. Cậu ta mới thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về cái tăng ngày mai. Tiệm cấp tu độc cũng thấy đứa con trai bữa nay sao cũng đi về mà nó hoàn toàn tuyệt nhiên, không có đòi hỏi tiền thưởng gì hết. Ông ta thấy là có hiệu quả rồi, nhưng mà ông ta vẫn chuẩn bị một túi tiền. Ngày mai Đức Phật Ngài đi đến trước mặt Đức Thế Tôn của ông ta, kêu đứa con trai ra để mình lãnh thưởng. Thì cậu con trai cũng mắc cỡ quá, cũng nói thưa cha, xin cha đừng có nói vấn đề đó nữa, con ngại lắm. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới trở lời, Ngài mới nói cái quả tu đồ quần mà của ta lá là chứng đắc đó, nó cao quý hơn là cái ngôi vị chuyển lương vương, hơn là vị vua cai trị quốc độ, hơn là ngai vàng đế thích nữa. Thì thưa quý vị, cái trường hợp mà cậu ta nghe pháp mà cậu tin ta đứng dậy mà quên đó, là do Đức Phật Ngài dùng thần thông để cho cậu ta bỏ đi cái sự ham muốn tiền lãnh thưởng mà ngồi chú tâm nghe pháp. Chứ cậu ta là người tam nhân, bởi vì nghe pháp xong mà chú tâm á, thì cậu ta đắc quả tu đồ quần. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu là cái hạng chúng sanh và trí tuệ bát vế là như vậy. Còn cái hạng chúng sanh thứ ba đó là cái hạng chúng sanh và trí tuệ lập ngửa. Quý vị thấy cái bình, cái ly hay là cái thao mà để ngửa lên như thế này thì đổ nước, đổ đầy, đem đi đâu cũng được, xách đi đâu cũng được. Đúng vậy, người mà có trí tuệ thì người này có thể hiểu được Phật Pháp rất dễ dàng, và hiểu rồi là không có quên tận giới. Cho nên khi người Phật tử chúng ta nghe chánh pháp nhớ người thuyết Phật ngôn đúc theo chánh pháp là một điều khó tin, khó tin. Người mà nghe pháp mà hiểu được chánh pháp là một điều khó tin. Người mà hiểu pháp rồi mà thực hành là một điều khó tin. Cho nên ở đây chúng ta nhớ có bốn điều khó ở trong thế gian này. Một là khó được thân làm người, là một người có trí tuệ, là một người có đủ cái đức độ để thực hành thiện pháp. Hai là sự xuất hiện của Đức Phật ở đời là một điều khó. Cho nên khi mà nhớ tưởng đến Đức Phật là chúng ta phải hoan hỷ, và chúng ta phải dành trọn vẹn cái niềm tin đối với Đức Phật, chúng ta không nên bỏ qua. Thứ ba nữa là khó có được cái cơ hội để mà thực hành phẩm hạnh pháp. Cho nên mỗi khi mà làm phước, chúng ta đều phải có một cái sự tác ý bằng cái trí tuệ, suy nghĩ đến cái thân sanh tử khổ này, rồi chúng ta nhàm chán và chúng ta mới bắt đầu làm phước. Mà làm phước xong là chúng ta phải nguyện để được giải thoát. Và thứ tư đó là được nghe chánh pháp là một điều khó. Cho nên ở đây các phần tử chúng ta phải cố gắng, phải nỗ lực. Và điều mà sư muốn nhắc nhở lần cuối cùng trong cái thời pháp này là các phần tử chúng ta nên nhớ này. Đức Phật Ngài dạy Atadipa Viharatha, Atasarana, Ananya Sarana, hãy tự mình làm hải đảo, hãy là chỗ nương tựa cho chính mình, đừng nương tựa ai khác. Thamadipa Viharatha, Thamasarana, Ananya Sarana, hãy lấy chánh pháp làm hải đảo, nương tựa vào chánh pháp, đừng nương tựa cái gì khác. Cho nên Phật tử chúng ta nên nhớ, cái đời sống sanh tử khổ đau này
chúng ta từ ở chỗ khác sanh lại, và từ đây chúng ta phải sanh đi ở chỗ khác. Tất cả đều tùy theo cái hạnh nghiệp của mình. Chúng ta là người phải chịu trách nhiệm với cái hành động của mình, hành động thân khẩu ý của mình. Thế chúng ta làm được điều tốt thì chúng ta sẽ được hưởng cái quả phước luân hồi và được giải thoát ở tương lai. Còn nếu như mà chúng ta dễ vui làm cái điều ác và chúng ta không có tu tập theo chánh pháp, thì như vậy cái sự luân hồi sai sôi diệu dợi. Và Đức Phật này cũng dạy một câu nữa: đi kha cha ra ca tô ra tít đi khăn san tát sa dụ chân năng đi cô pa la năng san sa rô sát tham ăn ngay cha ra tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu được chánh pháp. Bữa nào mà quý vị mất ngủ á, nằm cằn cọc, quý vị cứ coi đồng hồ, ngó lên xem đồng hồ trên cái tường đó, sao chờ hoài thấy lâu sáng quá. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt. Khi nào mà chúng ta đi một đoạn đường, đi bộ con đường mà chúng ta bị mệt, bị mỏi chân rồi, chúng ta thấy đoạn đường một cây số sao nó dài quá, đi hoài không tới. Nhưng mà cái đó thì do cái ảo giác của chúng ta. Nhưng mà cái chuyện mà luân hồi dài hay ngắn là chính do chúng ta hiểu chánh pháp hay không hiểu chánh pháp. Vì người mà hiểu chánh pháp thì họ sẽ thực hành tốt. Còn người không hiểu chánh pháp thì họ cứ chui vào trong bóng tối, họ cứ đi ở trong bóng tối và họ không bao giờ rút ngắn cái sự sanh tử luân hồi. Thì thời pháp hôm nay chỉ trình bày với quý vị bao nhiêu đó đủ thời gian, cũng như đủ với chi pháp rồi. Các Phật tử chúng ta hãy nhớ, hãy làm, hãy tạo cho mình cái trí tuệ gì? Hãy có cái trí tuệ lần nữa, đừng có trí tuệ lần ấp và đừng có trí tuệ tâm mê. Điều này Đức Phật dạy trong Tăng Kỳ Kinh, để chúng ta nghe, chúng ta hiểu pháp rồi về thực hành. Thì xin kết thúc cái thời pháp hôm nay và xin nguyện hồi hướng phước này đến chư thiên, Đức Trì Đế Thích, Tức Đại Thiên Vương, các vị chư thiên đại thần lực hộ pháp, xin các ngài tùy hỷ công đức thuyết Phật ngôn và hộ trì cho chánh pháp được tồn tại lâu dài, hộ trì cho hàng tứ chúng đệ tử Phật được an vui tiến hóa, tránh khỏi những điều rủi ro tai hại, và xin chi phước này đến tất cả chư vị tu nữ, chư Phật tử chúng ta có mặt trong đêm đầu đà hôm nay, mong cho tất cả được sự an vui, thành tựu y như ý nguyện những gì quý vị mong mỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thôn sa thôn.